Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chủ đề lao động và xã hội số tháng 12 năm 2020 do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Trong chủ đề này sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cùng với việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động, Thừa Thiên Huế cũng đã tăng công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động trên địa bàn, cùng nhìn lại kết quả sau 3 năm thực hiện. Năm 2020, thông qua nhiều dự án khác nhau, người khuyết tật trên địa bàn đã được tiếp cận với các nguồn vốn vay cũng như có thêm điều kiện để tiếp cận các dịch vụ, qua đó thu hẹp dần khoảng cách với người bình thường. Sau đây là phần tin chi tiết. Vừa qua, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn 3,75%, bình quân giảm 1,53% một năm, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, chất lượng cuộc sống của người nghèo được nâng cao. Giảm nghèo bền vững đã trở thành một mục tiêu quan trọng trong chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương. Các chính sách, dự án thuộc chương trình giảm nghèo đã được triển khai tốt. Bên cạnh đó là sự tham gia đồng hành của nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị thông qua phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Song song với những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra nhiều điểm tồn tại trong thực hiện chương trình, trong đó đáng chú ý là tỷ lệ hộ nghèo phát sinh tương đối lớn, bằng khoảng hơn 21% so với số hộ thoát nghèo. Chênh lệch giàu nghèo và chênh lệch tiếp cận các dịch vụ còn khá lớn ở khu vực miền núi phía Bắc. Sự phân hóa giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư có xu hướng tăng. Tại Thừa Thiên Huế, đầu giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 8,36%, đến cuối năm 2019 đã giảm xuống 4,17% và dự kiến giảm còn 3,67% vào cuối năm 2020. Bình quân tỷ lệ giảm nghèo hàng năm 0,94% một năm, vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo chính phủ giao, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong giai đoạn sắp tới, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đề ra các giải pháp để giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội bền vững. Trong đó tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, nhất là về du lịch, dịch vụ, nhằm phục vụ lợi ích chung của xã hội và điều tiết cho người nghèo, người dễ bị tổn thương khác. Tỉnh cũng đã đề nghị Chính phủ, các bộ ngành trung ương có văn bản hướng dẫn chuyển tiếp thực hiện chính sách năm 2021 để địa phương căn cứ triển khai thực hiện, tránh gián đoạn chính sách cho người dân, trong đó đặc biệt là chính sách cấp bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Bộ luật lao động năm 2019 được Quốc hội khóa 14 thông qua với nhiều nội dung mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh vừa được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phổ biến các chính sách mới trong bộ luật quan trọng này. Tại đây, các đại biểu tham dự được nghe lãnh đạo vụ pháp chế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai những vấn đề mới trong bộ luật lao động số 45, trong đó tập trung vào 3 điểm sửa đổi lớn, mở rộng đối tượng điều chỉnh đối với cả người lao động có quan hệ lao động và người lao động không có quan hệ lao động, ở cả khu vực chính thức và phi chính thức. Nhà nước đưa ra những bảo vệ tối thiểu và trao quyền tự chủ cho các bên thông qua thương lượng và thỏa thuận, đảm bảo phù hợp tiềm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, nhất là các tiêu chuẩn cơ bản. Bên cạnh đó, những nội dung khác liên quan đến việc làm, quản lý lao động, quy định của pháp luật cũng đã được phổ biến. Những đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị có những thắc mắc liên quan đến các vấn đề mới trong bộ luật lao động cũng được đặt câu hỏi và trả lời, đồng thời đưa ra những ý kiến chia sẻ, trao đổi về vấn đề sử dụng lao động hiện nay. So với nhiều địa phương, số lượng lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh Thừa Thiên Huế những năm vừa qua vẫn còn rất khiêm tốn. Một trong những nguyên nhân chính là người lao động vẫn chưa nhận thức đầy đủ về các chủ trương chính sách của nhà nước nên chưa mạnh dạn tham gia đi lao động ở nước ngoài. Bên cạnh đó, còn thiếu những chính sách hỗ trợ đủ mạnh từ các cấp, ngành cho người lao động. Trước thực trạng này, năm 2017, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ lao động địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cùng với việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, tỉnh cũng đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác này trên địa bàn. Cùng nhìn lại kết quả sau 3 năm thực hiện chương trình này tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trở về Huế sau một thời gian lao động ở Nhật, anh Phương Duy Hiếu đã dùng số vốn có được để mở một gara lắp ráp, sửa chữa các loại xe cầu, xe múc, xe tải. Cũng chính là nghề mà anh đã làm trong thời gian ở Nhật Bản.
Những kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức trong thời gian làm việc tại đất nước có nền công nghiệp hiện đại này đã giúp anh Hiếu rất nhiều trong việc vận hành xưởng xe của mình. Hiện trong xưởng đang có 12 công nhân làm việc thường xuyên với mức thu nhập ổn định. Như vậy, ngoài tạo dựng sự nghiệp của mình, anh Hiếu cũng đã góp một phần nhỏ trong việc tạo việc làm cho lao động địa phương. Thì cũng may là có sự hỗ trợ từ cái sự nghiệp mà ngày xưa mình làm ở nước ngoài. Thì ban đầu thì họ sẽ hỗ trợ cho mình là các thiết bị và máy móc. Còn đương nhiên trong một khoảng thời gian mình đi làm thì mình cũng cố gắng để mình dành dụm, mình tích cóp được một số vốn cơ bản để mình gây dựng cái xưởng. So với năm 2017, hiện nay việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn, đặc biệt là trong việc thay đổi nhận thức cho người dân. Gia đình bà Vương Thị Hạnh, người dân tộc Cơ Tu ở thôn Rìa Hố, xã Thường Lộ, là gia đình dân tộc thiểu số đầu tiên của huyện Nam Đông cho con đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Cũng như bao người mẹ khác, quyết định để con đi nước ngoài, bà Hạnh rất đắn đo và lo sợ nhiều điều. Tuy nhiên giờ đây, con bà đã làm việc và sinh sống tốt ở Nhật Bản. Mức thu nhập cũng cao hơn rất nhiều so với khi còn ở nhà. Chiếc điện thoại thông minh, thứ mà bà chưa từng nghĩ là mình sẽ sử dụng được, nhưng bây giờ bà lại dùng rất thành thạo để lên mạng nói chuyện với con đang ở xa. Em để con đi xem vì con đang tuổi trẻ. Bà Hạnh đi xong bà Hạnh gọi điện. Mẹ, bữa nay con làm rồi. Ba mẹ hỏi, mẹ nó hỏi con làm vất vả không? Nói hắn nói con ở nhà mà con đi cào cao su không vất vả. Và để thực hiện tốt hơn công tác này thì trong thời gian tới huyện tiếp tục xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm và được cụ thể hóa trong nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện thành một cái chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện. Và chúng tôi cũng xác định là nhiều giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động làm sao chuyển được cái nhận thức cho người dân với quan điểm là đi từng ngõ và gõ từng nhà, tuyên truyền thường xuyên, vận động liên tục, làm sao đó đồng bào chuyển được nhận thức. Từ năm 2017 đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phù hợp với chính quyền, hội, đoàn thể ở các cấp, các doanh nghiệp tổ chức hơn 300 hội nghị, hội thảo, sàn giao dịch việc làm để kết nối, tuyển chọn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài. Do đó, góp phần kết nối đưa 3.686 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt 1.086 người so với chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thị trường lao động Nhật Bản là thị trường có số lao động sang làm việc nhiều nhất với 2.965 lao động, chiếm 80,4%. Số còn lại sang làm việc tại Hàn Quốc, Đài Loan, các nước Trung Đông, Đông Nam Á và một số nước châu Âu. Ngoài cái đề xuất cơ chế chính sách thì chú trọng cái nâng cao năng lực cho cái đội ngũ cán bộ làm tác này và các cái doanh nghiệp mà hoạt động trên lĩnh vực này. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch, rồi tăng công tác kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp mà đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tạo làm sao đó để tạo cái niềm tin cho người lao động đi làm việc để công tác này ngày càng đạt kết quả tốt hơn. Năm 2020, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh cùng theo đó bị ảnh hưởng rất nhiều. Tuy nhiên, tại các cơ sở đào tạo nghề, đào tạo tiếng, hoạt động dạy và học vẫn diễn ra thường xuyên để đảm bảo cho học viên sẵn sàng nhất khi có đơn hàng. Hy vọng rằng với sự hỗ trợ từ chính sách, hoạt động đưa người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng ở Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục khởi sắc, đạt được nhiều kết quả tốt hơn để có phần giảm nghèo, làm giàu cho các thanh niên của tỉnh. Tiếp tục với những thông tin khác, Hội bảo vệ quyền trẻ em Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung và Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Huế tổ chức hội thi truyền thông với chủ đề Phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em năm 2020. Tham dự hội thi là các em học sinh đến từ 3 trường: Trung học cơ sở Nguyễn Chí Diệu, Trung học cơ sở Chu Văn An và Trung học cơ sở Đặng Văn Ngữ. Các em sẽ lần lượt tham gia 3 nội dung: thi hùng biện, biểu diễn tiểu phẩm và thi kiến thức thông qua hình thức cuộc thi rung chuông vàng. Tất cả những phần thi đều phải liên quan đến thông điệp phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Với sự sáng tạo, góc nhìn mới mẻ, các em học sinh đã đem đến hội thi nhiều thông điệp hay về phòng chống bạo lực trẻ em. Qua đó, truyền tải được mong muốn của mình, đó là muốn sống trong một môi trường an toàn, có tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô và bạn bè.
Đặc biệt hội thi lần này nằm trong khuôn khổ dự án tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em giai đoạn 2020-2021 của hội. Thông qua đây nhằm giúp học sinh có cơ hội thể hiện sự hiểu biết kiến thức về quyền trẻ em, luật trẻ em, khả năng tư duy, sự năng động và sáng tạo của mình và cũng là cơ hội để các em giao lưu, học hỏi và kết nối bạn bè. Hội người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật mùng 3 tháng 12. Đây là dịp để các hội cơ sở, các hội viên trên toàn tỉnh gặp gỡ, trao đổi, động viên nhau cùng vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi lễ, đại diện Hội người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế ôn lại những dấu mốc quan trọng trong vấn đề người khuyết tật từ khi có Ngày Quốc tế mùng 3 tháng 12 năm 1992 cho đến nay. Theo đó, việc đảm bảo cho quyền lợi, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho người khuyết tật hiện nay đang được đặc biệt quan tâm, không chỉ ở phạm vi trong nước mà ở toàn cầu. Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã ban hành nhiều văn bản, tiếp nhận nhiều dự án hỗ trợ cho người khuyết tật, qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giúp họ xóa bỏ rào cản tự ti. Năm 2020 là năm thứ 10 Hội người khuyết tật tỉnh được thành lập. Với nhiều nỗ lực trên các mặt công tác, hội đã từng bước tổ chức các chương trình để giúp đỡ cho người khuyết tật trên các mặt như dạy nghề, tạo việc làm, dạy văn hóa và các chương trình trợ cấp xã hội. Ngày Quốc tế người khuyết tật năm 2020 được phát động với chủ đề bắt đầu lại tổ khân, hướng đến một thế giới sau COVID-19, hòa nhập, tiếp cận và bền vững. Năm 2020 là năm mà chương trình hành động nâng cao vị thế cho người khuyết tật được đẩy mạnh thực hiện với nhiều dự án khác nhau. Thông qua đây, người khuyết tật đã được tiếp cận với các nguồn vốn vay cũng như có thêm điều kiện để tiếp cận các dịch vụ, qua đó thu hẹp dần khoảng cách với người bình thường. Thông qua sự hỗ trợ của Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng ACDC, dự án viện trợ không hoàn lại, tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật năm 2020 được triển khai tại hai huyện Phong Điền và Nam Đông. Mỗi hộ người khuyết tật được vay 5 triệu đồng để phát triển kinh tế với lãi suất 0,5%. Người thì nuôi gà, nuôi lợn, người lại lấy đó làm vốn ra chợ buôn bán thứ này thứ khác. Nhưng nhìn chung, họ đã sử dụng nguồn vốn vay khá hiệu quả, thu nhập mang lại đủ để trang trải cuộc sống. Một điều đặc biệt trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đó là khi 5 người đầu tiên vay thì số tiền trả lại và gốc hàng quý sẽ được gom lại để cho người thứ 6 vay. Cứ như vậy, trong vòng 1 năm thực hiện theo hình thức cuộn chiếu thì sẽ có 10 người được tiếp cận nguồn vốn vay. Thì mong mỏi rằng là Hội người khuyết tật huyện Phong Điền thì kính mong các cái ban quản lý dự án hỗ trợ người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án ACDC tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, đối với người khuyết tật huyện Phong Điền nói riêng là có tiếp cận các nguồn vốn pháp để cho người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống. Cách thử hiệu nhất để nâng cao vị thế cho người khuyết tật đó là giúp họ nhận thấy năng lực bản thân và lao động làm ra của cải vật chất chính là lời dạy. Chính vì vậy mà nhiều năm qua, bên cạnh công tác hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp thì Hội người khuyết tật cũng như các hội thành viên đã tăng cường các chương trình cho vay phát triển sinh kế, tạo việc làm. Mỗi người đều có một nghề phù hợp, để dù có bị khiếm khuyết nào, họ cũng sẽ được lao động, có thu nhập từ năng lực của bản thân. Sau khi đào tạo nghề, chúng tôi gắn với việc thành lập các hợp tác xã, các cơ sở chức trong toàn hội để tạo ra việc làm cho những người sau đào tạo. Và mỗi người lao động đều có thu nhập, mặc dù so với xã hội thu nhập chưa cao, nhưng mà cũng giảm bớt đi gánh nặng cho gia đình và xã hội, tạo cho họ cái niềm tin và xóa đi mặc cảm tự ti và vươn lên trong cuộc sống. Tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý dự án hỗ trợ người khuyết tật tổ chức hội thảo với chủ đề tăng cường tiếp cận các công trình công cộng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, các địa phương đã thống nhất sẽ lựa chọn 18 công trình công cộng mà người khuyết tật thường xuyên tiếp cận, sử dụng để tiến hành nâng cấp, cải tạo, qua đó tạo điều kiện cho người khuyết tật được tiếp cận và sử dụng công trình, đảm bảo được quyền lợi của họ. Có thể thấy, bằng nhiều chương trình khác nhau, người khuyết tật đang dần thu hẹp khoảng cách với những người bình thường, và đó cũng là động lực để họ tiếp tục nỗ lực. Người khuyết tật rất phấn khởi, đặc biệt là từ khi thành lập hội, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thì cái vị thế của người khuyết tật được nâng cao hơn, và họ thấy rõ cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người khuyết tật, và đồng thời họ cũng từ đó họ phấn đấu vươn lên để mà hòa nhập bình đẳng với cộng đồng và cũng xóa được cái rào cản về mặc cảm tự ti để họ chọn người khuyết tật cũng như những người bình thường khác mà từ đó để họ là phát triển phấn đấu. Ngày Quốc tế người khuyết tật năm nay được phát động với chủ đề bắt đầu lại tốt hơn, hướng đến một thế giới sau COVID-19 hòa nhập, tiếp cận và bền vững.
Hy vọng với sự nỗ lực của các cơ quan và bản thân người khuyết tật, họ sẽ có những sự khởi đầu mới tốt hơn, vươn lên hòa nhập và tự tin khẳng định mình. Chuyên đề Lao động và Xã hội số tháng 12 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên đề tháng sau.